Dạ, em xin kính chào quý cô chú và anh chị đã ququay trở lại với kênh Lân Rừng Hàng Độc Sơ Giá Bắc Tây Nguyên. Hôm nay đó là ngày 29 tháng 5 của năm 2023. Tiếp tục thì là phiên hôm rồi là em có giới thiệu cho cô chú và anh chị là một cái giống đàn kiều có giá trị và hoa rất là đẹp. Thì tiếp tục là phiên hôm nay là em có lựa ra được những các cái dề chung để chia sẻ cho cô chú và anh chị là sưu tầm tiếp. Thì nó có tên gọi là kiều mỡ gà, một trong những giống lan kiều cho hoa rất là đẹp và giá trị kinh tế nó rất là cao đấy. Thì như phiên hôm rồi là em có những các cái dề lớn này, thì là tất cả là thì em đã chia sẻ hết cho cô chú và anh chị rồi, cũng em cũng rất cảm ơn cô chú anh chị là đã tin tưởng và ủng hộ cái giống lan kiều này, vì một trong những cái dòng kiều rất là cho hoa rất là đẹp. Thì ở Việt Nam mình thì nó có 5 dòng kiều, thì nó có kiều tím, kiều dẹt, kiều mỡ gà, kiều cam và kiều cánh tua đấy. Thì trong 5 dòng kiều thì cái thằng dòng kiều mỡ gà này cũng rất là giá trị, nó chỉ thua kém cái thằng kiều dẹt thôi, nó thua kém về cái giá trị là khi mình mua, còn hoa thì nó là đẹp ngang ngửa nhau hết nhá cô chú đấy. Thì có cái kiều mỡ gà này ở trên thị trường thì họ vẫn đang bán là các cái kiều mỡ gà mà nuôi cấy mô, cái kiều mà của hàng Thái ấy. Đấy thì hôm nay thì em có cái dòng đúng rừng của rừng con tum, thì em muốn chia sẻ cho cô chú và anh chị là sưu tầm. Thì thường thường ở trên mà cái giá thị trường á, cái kiều mỡ gà mà hàng ươm Thái nó một chậu nhỏ như thế này này, một ki nhỏ như thế này, nó đã tầm là khoảng tầm là nếu mà họ nhổ ra bán lẻ là đã tầm 70-80 nghìn một cái rề như thế này. Đấy, một cái dề kiểu mỡ gà như thế này. Còn hôm nay là em lựa cho cô chú và anh chị là sưu tầm được những các cái dề chung, về có thể là cô chú là ghép được 2 giò hoặc là 1 giò lớn luôn. Đấy. Còn em còn cái loại mà dề nó lớn hơn như thế này nữa thì em để lại phiên sau. Đấy. Có nghĩa là em sẽ chia thành 3 phiên, thì mỗi phiên là lựa những các cái dề đẹp nhất để chia sẻ trước cho cô chú. Còn khi nào mà các cái dề nhỏ hoặc là nếu không ấy nữa thì là em sẽ ghép lên chậu nhé. Đấy. Còn còn hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho cô chú những các dề thì em đã đánh số hình, thì cô chú và anh chị là theo dõi là để chốt cho mình những các cái hình lan kiều mỡ gà đẹp để mình sưu tầm nhé. Còn hôm trước là em cũng có cái loại nguyên bản, nhưng mà nguyên bản thì có một anh khách ở Sài Gòn là anh chốt nguyên cả lô đấy luôn rồi, cho nên là em không quay được cái nguyên bản cho cô chú anh chị xem. Lô nguyên bản rất là đẹp. Thì để không mất nhiều thời gian thì là em sẽ đi giới thiệu từng hình một để cho cô chú và anh chị là sưu tầm nhé. Thì có gì là cô chú và anh chị là liên hệ đến số điện thoại của em ở trên tiêu đề là 0965 611 179. Em tên Tú nhé. Và em và anh Tú à em tên Tú. Và còn anh Đại nữa là anh em trong nhà nhé, cho nên là 2 người bán chung một kênh, cho nên là mọi người là cứ yên tâm là sưu tầm nhé. Đấy, liên hệ cho em cũng được mà liên hệ chỗ anh Đại cũng được đấy. Và cô chú anh chị có thể là liên hệ trực tiếp hoặc là kết bạn theo số điện thoại của em luôn là 0965 611 179 ở trên Zalo. Đấy, để đặt cho mình những hình lan kiểu mỡ gà mà mình muốn sưu tầm. Tiếp theo nữa là thì là tất cả các cái đơn hàng á, thì là nó sẽ đồng giá 30.000 cho một đơn hàng nhé cô giá. Một phí ship sẽ là 30.000 cho một đơn hàng. Đấy. Cô chú anh chị lấy nhiều cũng thế, mà nó cũng chỉ có 30.000 cho một phí ship, cho 30.000 cho một đơn hàng thôi. Thì đây cái kiều mà thường họ bán cái kiều mà nuôi cấy mô nó rề nó nhỏ như thế này đã tầm 50 đến 70 nghìn một rề rồi, mà cái hàng thái giao hạn ấy, hàng Thái nuôi cấy mô ấy. Còn đây là nếu ta được hàng rừng ta nên ưu tiên hàng rừng để chơi trước đấy. Thì đây em cho cô chú ngắm cái hoa của kiều mỡ gà đấy. Nó một cái màu vàng tươi rất là đẹp. Thì cái dề này thì là em đã ở vườn em thì nó ra hoa rồi. Đấy. Đấy. Đây là cái mặt hoa của lan kiều mỡ gà nhé. Đấy.
một cái mặt hoa rất là đẹp, không thua kém gì cái thằng cừu dẹt, hoa vàng tươi. Thì em đi từng hình một này, thì đầu tiên là em có hình số 1. Hình số 1 có giá là 150, cho gồm là được một dề này, một dề lớn này, một dề lớn này. Đấy, một dề lớn này. Hai dề này. Đây. Nói chung là em để cũng giá là vừa phải để cho cô chú anh chị sưu tầm, chứ không là nếu mà như cái dề lớn như thế này là sẽ để cho là nguyên 100 ngàn luôn rồi. Đấy, nguyên cái dề này. Đấy. Bản lá rất là to. Đó. Thân mầm rất là đã luôn. Đấy. Rồi, hình số 1 của Lan Kiều mỡ gà 2 dề, có giá là 100 ngàn. Đây, 2 dề rất là lớn rồi. Về cô chú là có thể ghép thành được là 2 giò. Nếu ta chơi cái tác phẩm lớn thì ta đóng nguyên cả 2 dề vào thành một chậu luôn. Đấy. Đấy. Đây là hình số 1 của Kiều mỡ gà, có giá là 150 cho 2 dề. Hình số 2 này. Hình số 2 có giá là 150. 1 dề này. Đấy, một dề lớn luôn này. 2 dề này. Đấy, 2 dề. 2 dề kiều mỡ gà của hình số 2 có giá là 150. 2 dề hình số 2 có giá là 150. Hình số 3 có giá là 150. 1 dề. Này. 1 dề này. 2 dề này. Đây là những cái dề cũng là lớn rồi nha cô chú, không phải là nhỏ. Nếu mà như cái thằng xeo hạt của thằng Thái mà hai dề như thế này, nó phải chắc phải giã khoảng tầm 2 chậu là phải tầm 300 ngàn. Đấy. 2 dề cho hình số 3 của Kiều mỡ gà có giá là 150. Hình số 4 có giá là 150. 1 dề. 2 dề. 2 dề. Này, cô chú nhìn cái thân này. Cực kỳ đã luôn này. Thân cực kìa đã. Hai thân cực kìa đã. Đấy, 2 dề cho hình số 4 của kiểu mỡ gà, giá là 150. Số 5 có giá là 150. 1 dề này. Đấy, thằng này cái thân tơ nó mọc nó lại uốn rất chỉ là hay này. 1 dê, 2 dê, 2 dê cho hình số 5 của kiểu mỡ gà có giá là 150. Hình số 6, số 6 cũng có giá là 150 cho 2 dê. Đây cô chú, 1 dê, 1 dê, 2 dê. 2 dề. 2 dề cho hình số 6 có giá là 150. Số 7. Số 7 có giá là 150. 1 dề. 2 dề. Đấy, nguyên cái gì rất là đẹp và lớn này. Đấy. 2 dề cho hình số 7 có giá là 150. Số 8. Số 8 cũng giá là 150 cho 1 dề. 2 dề. Đây là 2 dề cho hình số 8, giá là 150. Đấy. Rồi, em qua hình số 9. Số 9 cũng có giá là 150 cho là 1 dề. 1 dề. 2 dề này. Bây giờ cái dề này rất là bự này. Dề này rất là nặng. Cân ký lên là rất là thiệt thòi cho cô chú đấy. Bởi vì cân ký lên giá trị nó cao quá. Cân ký là nhiều khi cô chú cũng không thể là sưu tầm nổi được 1 ký đâu. Cho nên là em phân lẻ thành từng hình hoặc từng dề để cho cô chú là dễ sưu tầm đấy. Đây. Đây, 2 dề cho cái hình số 9 kiều mỡ gà có giá là 150. Số 10, số 10 có giá là 150. 1 dề. Đây, 1 dề. Này. 1 dề này. 2 dề. Dề nào dề nấy thân mầm rất chi là đã nhá.
Hai dề cho hình số 10 có giá là 150. Cái dề này thì lại được nhiều thân tơ hơn. Số 10 có giá 150. Em qua hình số 11 cũng có giá là 150 này. Thằng số 11 này thì là được 3 dề. Một dề này. Một dề này. Hai dề này. Ôi, 3 dề này. Đấy, 3 dề cho hình số 11 ở kiểu mỡ gà có giá là 150. Thì đấy là tất cả các cái hình lan dề kiều mỡ gà mà hôm nay em lựa ra được những cái dề lớn và dề trung để chia sẻ cho cô chú và anh chị là sưu tầm. Thì có gì anh chị và cô chú là sưu tầm loại nào thì là liên hệ đến số điện thoại của em ở trên tiêu đề nhé. Em xin chào tạm biệt tất cả cô chú và anh chị. Hẹn cô chú và anh chị vào các clip tiếp theo của kênh Lan Rừng Hàng Độc Sư Giá Bắc Tây Nguyên.